Nani? O mae wa mou. Còn thắng được. Your tower has been destroyed. Right them up. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Init. Thì anh em thấy thì hiện tại thì trong đấu giải APL ấy, thì Init là một vị tướng được các tuyển thủ sử dụng khá là nhiều. Trận đấu này thì mình không phải là mang Init mid anh em ạ, mà mang Init DSP luôn. Init thì cũng đa dạng đường đi, nói chung anh em đi mid và DSP cũng được. Trận đấu này thì mình sẽ lên cái lối trang bị theo thiên hướng gì gì dành cho gọi là in nhá, theo thiên hướng hỗ trợ thôi, chứ không phải là theo thiên hướng gọi là đám phép. Ở trận đấu này thì kèo đối đầu với mình bên kia là Violet và Thane, cũng là chất tướng khó chịu. Frenzy, một chất tướng xa thủ thời điểm hiện tại, sau khi thay đổi thì đi đường rông cũng ổn anh em ạ. Bây giờ đang thấy tầm nhìn của mid và rừng của tem bên địch. Thì mid tem địch thì đang di chuyển, mình sẽ ping rút lui nhá. Ủa, sao thì tem mình hổ báo thế. Ủa, thôi xong rồi, pha này thì hết cứu rồi. Thôi xong, pha này điêu thuyền đông bắn đẹp quá. Mình cũng phải lên bảng đếm số luôn rồi. Một pha di chuyển cáo đến từ xào thủ tem mình và rút về không được ấy. Hiện tại thì con 626 nữa gì là lên chiến tướng cây nick này. Tôi hơi khoái một tí. Nói chung mức danh này thì ở giai đoạn cuối mùa thì cũng là mức danh không phải là cao, nhưng mà người ta nói chung lên mức danh này thì cũng biết chơi á. Chỉ có gọi là đôi lúc hơi sai lầm thôi. Còn về mức độ biết chơi thì tầm 4-6 hoặc là 5-6 thì người ta nói chung chơi cũng ở mức bình thường, ổn ổn rồi. Nói chung cũng chơi được ổn ổn rồi. Còn tầm khoảng 8x, 9x trên 76 thì người ta đó là chơi hay đấy. Nói chung mức danh này mà cầm những chất tướng gánh tím dễ dàng, cầm AD hoặc là rừng thì cũng sẽ gọi là dễ chơi hết. Còn cầm Init mà DSP thì cũng phụ thuộc vào đồng đội khá là nhiều nữa. Nói để gánh tím thì sẽ hơi khó, chủ yếu là hỗ trợ tím thôi. Nhưng mà fan đi tay mình có vẻ chơi hơi hổ báo tí này, mình không biết liệu có bảo kế tốt hay không. Và này thì Zuka tem địch vừa lao lại phạt rồi lại lui về rồi. Và này thì ăn được nàng của điêu thuyền của team bên địch này. Tem bên bàn thì khởi động con rồng một tí rồi cũng lui lại thôi. Một bá đó là dành cho hai bên, hơi thọt dành cho team mình tí thôi, nhưng mà cũng không đáng kể. Bên mình thì có Prey táo. Ôi, pha này hay nè. Liệu có ăn được đó là Violet hay không? Nhưng mà không ăn được. Violet thì cũng lùi về rồi. Mình thì hết năng lượng rồi anh em ạ. Trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng Init, cũng như đó là trang bị bảng ngọc và phù hiệu theo thiên hướng FP nhá. Mình sẽ lên đó là lối trang bị cực kỳ là gì dành cho Init luôn, để giúp đó là Init trâu bò rồi khống chế tốt, hỗ trợ đồng đội tốt, chứ không phải là theo thiên hướng gọi là đám phép ăn màng. Bởi vì mình sẽ đó là tránh trường hợp bị tém địch sốc đám các kiểu, như kiểu Zuka bay vào hay đó là Na bay vào thì mình sẽ không sợ. Hiện tại thì đang thấy tầm nhìn của Na khá là thấp máu. Phoenix của tem mình tốc biến lại chơi mình, vào này thì chắc là mình cũng sẽ tốc biến lại cứu đó là Phoenix này. Ok, Phoenix tem mình thì với đó là ghim được chiêu một vào Na và nổ đám, và Na tem định chạy được một đoàn, nhưng mà với đó là chiêu một nổ đám nên là Na cũng phải lên bảng điểm số rồi. Ăn được cái màn chấm dứt của Na vậy là cũng khá là ổn.
Ui xong rồi, pha này thến hay quá. Mình thì mất tốc biến hồi nãy rồi, và thến có cái tốc biến ấy, nó tốc biến vào trong trụ và nó đẩy mình ra, sau đó thì mình cũng bị bất ngờ nữa. Một pha tốc biến và đẩy tốt đến từ thến của tem bên bàn, và mình phải lên bảng điểm số. Hay quá, một pha xử lý tốt của thến. Thến thì đang khá là thấp máu, xa thủ tem mình đi đuổi theo, nhưng mà chưa đủ cái lượng xa thương để ăn được thến. Và đặc biệt thì nội tài của thến thì cũng khi mà thấp máu thì hồi phục nữa, nên là khá là khó chịu. Ở khúc đường giữa thì một cú đông băng tốt đến từ điêu thuyền, nhưng mà với chất tướng kia ra nên là có khả năng né được sát thương đến từ châu hái á, áo nhảy được. Rồi pha này thì điêu thuyền này, rồi ná này. Rồi bây giờ thì cẩn trọng thế một xíu nhá. Rồi pha này thì bắt điêu thuyền này, đồng túi là đồng băng được hai người của tem mình, nhưng mà điêu thuyền cũng phải lên bảng điểm số. Bây giờ có giải rồi thì sẽ không sợ này này. Bây giờ những cú đẩy đến tư thế hoặc là những cú đông bắn của điêu thuyền thì mình sẽ đó là giải được, thì mình sẽ không sợ nữa nhá. Cái giải thời điểm hiện tại thì nó bị giảm sức mạnh rất là nhiều rồi, nhưng mà trận đấu này phải lên giải anh em ạ, không lên giải là không được. Nên là anh em thấy thì lên cái giải thì sẽ tránh được những cú đông bắn hoặc là những cú đẩy đến tư thế. Đây pha này thì ví dụ như thế chẳng hạn đẩy, nhưng mà chưa đủ tâm nên là mình cũng chưa cần bật giải. Thế tem đi khá là thấp máu, tiếc nha, là chán được thế của tem bên bàn thôi, lấy tạm cái trụ này cũng được. Rất tiếc thì chán được màng của thế, vẫn là một chất tưởng tấu bo và khá là khó chịu. Đối với vị tướng Init á, thì vị tướng này cũng có vô vàn điểm mạnh, tất nhiên thì cũng có đó là những điểm yếu, thì anh em cần biết mà tránh. Ở trận đấu này DSP nên là không thể đó là sánh sao được. Lượng vàng của mình thì cũng gọi là yếu nhất tím, đó là điều đương nhiên rồi. Nên là về cái lượng sát thương ở trận đấu này thì chắc chắn là mình sẽ bị hạn chế hơn. Nếu mà đi mid thì sẽ đó là dễ đánh hơn rất chi là nhiều ấy, còn DSP thì chủ yếu là hỗ trợ đồng đội tốt. Rồi pha này thì chơi luôn này, quất luôn này. Preta tại mình đang nó là khạc nhổ rất là đau vào tướng địch. Zuka lao lại nhưng mà bị ngộ không tại mình gõ lên bảng điểm số rồi. Thì trần thì cũng đang hòa hoãn dành cho hai bên 7-8. Mình thì được cái chất tường khống chế của cả là tốt anh em ạ. Cứ gọi là quang chiêu 1, quang chiêu 2, cứ quang chiêu cuối thôi. Đơn giản anh ạ, về bộ chiếu thức của vị tướng Init này thì khá là đơn giản, dễ chơi cực kỳ luôn. Anh em gửi quáng chiêu 1 đó là dành cho mình gây sát thương, tích được cái dấu ấn trên đỉnh đầu của tướng địch là tốt nhất. Rồi sau đó thì quáng chiêu 2 gây sát thương, và khi anh em dính chiêu 1 rồi á, đối phương bị dính chiêu 1 thì anh em quáng chiêu 2 thì đối phương sẽ bị làm choáng. Chiêu cuối thì anh em gây sát thương trên diện rộng đó. Đơn giản về chiếu thức của vị tướng này thì quả là dễ dùng rồi. Cứ gọi là tung chiêu 1 dành cho mình, rồi sau đó thì tung chiêu 2 để làm choáng, gây sát thương. Rồi chiêu cuối thì gây sát thương trên diện rộng thôi. Đó, về bộ chiêu thức cực kỳ là dễ dùng luôn. Tất nhiên anh em tốt nhất là sử dụng chiêu 1 mà trúng càng nhiều mục tiêu thì càng tốt nha. Bây giờ có trường bắn rồi, làm chậm rồi này. Mình sẽ lên lối trang bị theo thiên hướng làm chậm anh em ạ. Gây sát thương vào tướng địch thì tướng địch sẽ bị làm chậm, và tướng địch gây sát thương vào mình thì tướng địch bị làm chậm. Vị tướng này là một vị tướng ép trụ cũng khá là tốt. Và pha này thì mình chơi luôn này, quật luôn này, đánh luôn này, và không cho gọi là thến của tem địch ủi luôn này. Và anh em nên nhớ nhá, ui pha này thì bật luôn ở cái giải dành cho đồng đội sớm sớm anh em á, bởi vì xạ thủ tem mình cũng khá là thấp máu rồi. Anh em nên nhớ thì Init này khắc chế khá là nhiều vị tướng ấy, ví dụ như thến mà định ủi nhá, mình sử dụng chiêu 1, sử dụng chiêu 2 làm choáng hoặc là thến mất ủi liền. Rồi ná này, ná thì không giảm lao lại này anh em ạ. Bây giờ có lời thế xíu rồi thì ép luôn, đó là cây trù này. Rồi ná này, thêm một cú đó là chiêu cuối nữa này. Và Preta tay mình bật chiêu cuối. Tay bên mình thì khả năng lấy trù cực kỳ là nhanh luôn. Anh em thấy thì đối với Ngô Không lấy trù nhanh này, Preta lấy trù nhanh nha. Preta bật đó là chiêu cuối lên thì khác, lấy trù hơi bị nhanh luôn á. Fenix thì không phải bàn cãi rồi, thuộc sàng gọi là tốt lấy trù cực kỳ là nhanh. Rồi Kera lấy trụ cũng ổn. Nói chung trận đấu này thì chỉ có mình là tham vào trụ yếu thôi, còn lại team bên mình mà có cơ hội phạt thì công trụ hơi bị đả luôn.
Let's torch it. Thế trận hiện tại thì về lượng trụ thì tém mình nhỉnh hơn rồi, lượng màng hàng vụ thì bằng nhau thôi, 19 dành cho hai bếp, không đáng kể. Nhưng mà về thế trận thì anh em thấy tém mình đáng ổn hơn, bởi vì chất lượng của tém mình lấy trụ cũng khá là tốt á. Mình thì lên đồ này thì sẽ không sợ giúp cá hay lần nào của tém bên bàn sóc đám đâu, chỉ sợ là tém đích dồn đám nhiều người thôi. Còn lại phù hiệu thì mình cũng lên phù hiệu gọi là thánh thuần, khi thấp máu thì búp thêm được một lớp giáp ảo nữa. Thế là vì thế tém địch mà sọc đám được mình thì vô cùng khó luôn. Đây, anh em thấy thì phá đầu mà cứ tung chiêu một rồi choáng đối như vậy á. Trong một pha combat tổng mà kiểu choáng được nhiều người như vậy thì sẽ cực kỳ là dễ đánh. Bây giờ mình sẽ ping cho đồng đội là chú ý cái trụ trên này nhá. Đây, Fenix anh em thấy không cần lính vẫn lấy trụ ổn. Anh em thấy khống chế khá là khó chịu đúng không? Cứ quăng chiêu 1, quăng chiêu 2 phát là đối phương sẽ bị làm choáng á. Thế anh em thấy thì bây giờ có khá là nhiều lợi thế rồi, sẽ ép luôn rồi lấy cái trụ này này. Fenix anh em thấy lấy trụ hơi bị nhanh luôn. Đó, có một đường lính siêu cấp liền. Vậy là lấy trụ siêu nhanh, giúp cá combo vào mình nhưng mà chỉ mất đi khoảng 1/4 lượng máu. Bây giờ ra đường giữa lấy luôn rồi là cái trụ đường giữa. Toàn là chất tưởng ép trụ nhánh cả anh em ạ. Đây, lại tiếp tục gọi là ép trụ tiếp. Mình thì cứ quăng chiếu và cover rồi cho tím thôi, bật luôn rồi là cái giải. Đó là dành cho đồng đội và lui về, đó là một cách an toàn. Bây giờ sẽ về ăn luôn rồi là con tà thân nhá. Đối với Init thì toàn chiêu thức toàn là hỏa anh em ạ, hỏa cầu rồi hỏa hoàn rồi hỏa trần các kiểu. Nói chung mấu chốt của vị tướng này đó là anh em cứ tung chiêu một trúng dành cho mình. Nói chung về vị tướng này thì về cách chơi tốt nhất là cứ tung chiêu một trúng dành cho mình này, rồi sau đó thì sử dụng gọi là chiêu hái rồi sử dụng chiêu cuối, nói chung phù hợp đó. Còn ví dụ anh em hết chiêu 1 rồi anh em có thể sử dụng chiêu 2 cũng được với cái trường bằng thế làm chồng. Ví dụ bình thường anh em không khắc được cái dấu ấn trên đỉnh đầu của tướng địch thì anh em không làm choáng được thì anh em làm chồng cũng được. Người ta hay nói vui gọi là sáng chiêu nào thì dùng chiêu ấy. Khi anh em có chiêu thức thì anh em có bó chuẩn, không có chiêu thức thì anh em cứ có chiêu nào thì dùng chiêu ấy thôi. Đó là cùng một điểm mạnh của vị tướng Init anh em ạ. Và tâm ảnh hưởng của chiêu cuối thì rất là rộng đây. Và này thì Zuka lên bảng điểm số này. Mình thì vẫn đáng được gọi là thả diêu này. Đấy, hết chiêu 1 thì cứ sử dụng chiêu 2 để làm chầm thôi. Chúng có chiêu thì dùng chiêu mà không có chiêu thì anh em cứ gọi là có chiêu nào thì dùng chiêu ấy. Đúng chuẩn combo thì sẽ tốt nhất, mà không đúng chuẩn thì có chiêu nào thì dùng chiêu ấy thôi. Và bây giờ anh em thấy ép cực kỳ là thích quá. Và tém địch mà để ăn được mình vô cùng khó nhá. Build này mà để tém địch ăn được mình thì vô cùng khó đây. Chiêu 2 làm choáng này. Anh em thấy khó chịu chưa? Bạn này thì bật luôn rồi là cái giải dành cho đồng đội để lui về một cách an toàn. Ná thì cùng đình đó là ăn tém bên mình vẫn ăn được. Rồi là hai người của tím bên mình, nhưng mà cuối cùng thì cũng vì tém mình tiến lên bảng điểm số và có 3 đứng lính siêu cấp rồi thì sẽ cực kỳ là dễ đánh anh em ạ. Thì anh em thấy build đồ này tém bên địch mà ăn được mình vô cùng khó lắm, mình khẳng định cực kỳ khó luôn đấy. Bởi vì Init là mẫu chất tướng đứng từ xa mà thả diêu, với build đồ này nữa thì lấy trâu bo nữa nên là tém địch quá là khó. Có khiến thất truyền này, có huấn chương trói này, có thêm cái trường bắn này, rồi đủ phụ trợ nữa, 4 món đồ chính mình lên được rồi thì thực sự quá là khó dành cho team Init. Và trận đấu này hiện tại tém mình chưa có đồ giảm hồi máu nhá. Đến là shot đồ cuối cùng thì mình sẽ lên đó là đồ giảm hồi máu. Thôi, pha này thì ăn được, đó là con rồng dành cho team bên mình rồi. Và cùng tiền luôn đó là vào là tém địch lên bảng điểm số. Giúp cả combo vào mình, dồn cả combo, chỉ mất đi khoảng đó là 1 tí máu. Bắt đầu thì mình còn nửa cây máu, nhưng mà Zuka dồn combo anh em thấy thì cái lượng sát thương không đáng là báo cả. Thì đó là tác dụng của vị tướng Init. Rồi, Excalibur có thể được sử dụng, mình thì cũng sử dụng luôn chiêu cuối. Lượng máu của mình khá là thấp nên là mình sẽ lui về. Ôi, cái con xe này không cho mình về rồi anh em ạ. À. 3 con đệ tử của Toro như vậy rồi thì sẽ quá là dễ đánh rồi.
Thì bây giờ mình sẽ chat rồi là cho đồng đội gọi là chú ý con tà thần xế giá nhá. Bởi vì thời điểm hiện tại thì anh em có thể thấy á, thì tà thần xế giá còn 18 giấy nữa ra. Tầm này là cực kỳ là quan trọng rồi. Ăn được con tà thần xế giá này là ép là win luôn. Bởi vì tà thần xế giá phút thứ 15 rồi mà. Thì mình sẽ đó là cánh giúp đó là đồng đội nhá, không cho gọi là tém địch tiếp cận con tà thần để tém mình ăn một cách dễ dàng nhất. Rồi pha này thì Thên đang ra check map. Ok, pha này thì Thên tém địch thì đáng đẩy. Ui, ảo thế nhở, cái Excalibur của Thên ăn được con tà thần. Ui. Ông nào bổng đầu hàng vậy trời, ngủ không tém mình nơ cơ cơ. Tự nhiên mất con tà thần xế giá anh em, không phải tự nhiên mà một phá Excalibur của Thến ngón nhờ. Bắt đầu tém mình toàn là chất tưởng đám to cả, nhưng mà cuối cùng thì lại bị đó là mất con tà thần, hơi đáng tiếc. Và này thì zone và sốc đám được Thến thôi, nhưng mà tém địch thì cũng lại rất là đông. Đường máu của mình cũng khá là thấp, nhưng mà mình ăn được màng của Zuka, lùng được cái màng chấm dứt của Zuka anh em ạ. Thì tém địch có con tà thần xế giá phạt khỏe hẳn luôn á. Rất may thì tình huống đó thì mình và tính biến mình thì vẫn dồn đủ đám để sốc đám được FP đó là Thến tém bên địch á. Chứ phá đó mà Thến còn sống vạt là mệt đấy. Tuy là có 3 đường rồi nhưng bây giờ tém địch có con tà thần xế giá nên là cống trụ. Ăn được con tà thần xế giá là vẫn hơn 3 đường đó nha anh em. Mấy con đề tà thần nó cực kỳ là khỏe luôn á. Và đây ngủ không tém mình lao lại gõ ăn được màng của điều thuyền của tém bên bàn. Phá đổ mà kiểu xa thủ tém mình không sử dụng cái nẹt điện để cháy á, là ăn được á. Xa thủ phá đổ tém mình thì hơi an toàn, kiểu là sử dụng nẹt điện để lùi lại và cuối cùng thì ngủ không phải lên bảng điểm số. Một phát tráo đổi thì cũng chỉ là hòa hoãn dành cho hai bên thôi. Về phần phù hiệu thì mình đã phân tích, tức là mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu thánh thuần nhá, để khi thấp máu thì bục thêm cho đó là init một lớp sắp ảo, quá đỏ tránh trường hợp bị tém đi sốc đám ấy. Còn về phần trang bị thì lên theo thì ảnh hưởng như sau: đầu tiên thì phụ trợ cây sải, thứ hai thì xây kiến cương kháng hiệu khống chế, thứ ba thì sẽ trường bằng lam trầm, thứ tư thì huân chương trói kháng phép, thứ năm thì khiến thất truyền để đó là tướng địch đánh vào mình sẽ bị lam trầm và kháng đám vật lý, và cuối cùng đó là cái sạch túi hồn để giảm khả năng hôi máu của tướng địch, bởi vì bên kia có Thến á, lên cái sạch túi hồn để cái nội tài của Thến thì hồi phục sẽ ít hơn. Bây giờ thì mình chạp đó là cho đồng đội gọi là chờ ta thân nhá, bởi vì thời điểm hiện tại á thì để mà nói cống trụ vào tướng địch luôn thì cũng sẽ hơi khó. Bây giờ chờ ta thân, bởi vì chỉ còn đó là 56 giấy nữa là con ta thân sẽ ra xuất hiện, và con ta thân sẽ ra này mà ăn được và thì cống cực kỳ là dễ, còn để mà tém địch ăn phạt thì toác. Bây giờ mình cũng phun đô rồi này. Ok, có giáo tránh Thến của tém địch thì mất tốc biển và lùi về được rồi. Thì mình nghỉ bây giờ đó là ép được tém bên địch rồi. Thì mình sẽ ping cho đồng đội gọi là xế giá con 36 giấy nửa ráp. Rồi xong rồi, thời điểm quan trọng nhất, hai thời điểm quan trọng nhất thì xà thủ tém mình bị bắt lẻ. Lúc này thì con ta thân xế giá cũng vừa xuất hiện thì xà thủ bị bắt lẻ. Lần này cũng vậy. Và tính bên mình thì đáng gọi là chửi vào vị trí của xa thủ. Hai thời điểm quan trọng nhất anh em ạ. Bây giờ thì chắc chắn thì sẽ đó là đẩy thể lính lên cao thôi, kiểm soát là con ta thân xế giá anh em ạ, bởi vì đáng thể thiếu người mà. Thì trung tâm này thì kiểm soát đẩy thể lính lên cao, không cho tém đi cán ta thân xế giá, rồi chờ sự xuất hiện của Phoenix, rồi sau đó thì ăn sóc. Chứ tâm này đáng thiếu người anh em ạ, nên là hạn chế. Rồi tém mình thì vẫn đang núp đấy các kiểu. Zuka của tém bên bàn cũng lên huân chương trói kháng phép. Tém bên địch toàn một đống một đô kháng phép, bởi vì tém bên mình đám phép khá là nhiều ấy. Tất nhiên đám vật lý thì không hề thiếu nhá, đám vật lý đến từ Phoenix và ngủ không thì cũng thoải mái, nhưng mà đám phép thì cũng khá là nhiều, nên là tém địch đống huân chương trói khá là nhiều. Toàn là lên đùi ga cả anh em ạ. Một đống gọi là huân chương trói kháng phép luôn. Rồi bây giờ thì xà thủ tém mình thì cũng đã xuất hiện rồi, Zuka cũng lên đó là huấn chương trói luôn, thì chắc chắn thì cái lượng đám sẽ bị hạn chế.
Rồi thế thì cũng lên huấn trước trói. Và này thì đáng thả Diêu thế này anh em ạ. Với cái trường bắn dây 5 trầm khá là khó chịu này. Đấy anh em thấy thì đô này khá là khó chịu. Ngô Không tay mình thì bắt được vào vị trí của ná, nhưng mà chỉ lấy đi được cái giáp hồ mình thôi. Ná tay bên bàn thì vẫn lui về được. Và này bật đó là cây giải, lượng máu của mình và tính mình khá là thấp. Uầy, tính mình không hiểu ý rồi. Người thì anh ta thân xế giá, người thì lên giáo tránh. Toán rồi anh em ạ. Toán rồi bùi em ạ. Kia ra tay mình bảo GG đi. Preta tay mình thì bảo ăn CL à. Uầy. Và này, ui Ngô Không, ôi hay đấy, ngon đấy. Đúng là thẳng bài tài ta thân anh em ạ. Tính mình bị quét sạch nhưng mà lại ăn được con ta thân xế giá. Lúc nãy á thì bị gọi là thến cướp, lần này thì Ngô Không tay mình lại cướp được. Mà đúng là phá đỏ rừng tay mình ăn ta thân xế giá là hơi sai đấy, bởi vì tém đích đang ở thế công như vậy mà kiểu ăn ta thân xế giá như vậy thì quả là nguy hiểm. Đây ta tém mình cũng bảo gọi là tự nhiên ăn tém đích dồn combo vào mình, nhưng mà cái lượng sát thương không đáng là báo. Mình vẫn đang còn tâm nửa cấy máu. Anh em thấy trấu chưa? Quả là trấu và khó chịu luôn. Mình lên đồ này thì sẽ đó là dọn dẹp lính hơi lâu xíu, nhưng mà đồ khống chế thì anh em thấy tém bên đi cũng không làm được gì. Rất may là ăn được ta thân xế giá nhá, không ăn được ta thân xế giá ta đó là thua luôn ấy. Kiểu đáng cứ có bá đường rồi chủ quán anh em ạ. Thứ nhất là xa thủ tém mình chủ quán hai phá gọi là lên bảng điểm số lẻ ấy. Nên nó như gấy gọi là khó khăn cho trận đấu này tí, nhưng mà tất nhiên thì không sao cả. Một pha cướp ta thân xế giáp tốt đến từ Ngô Khống, và tí mình có lợi thế ván được con ta thân xế giáp này thì quá là dễ dàng rồi. Bây giờ mình bán luôn đó là cái dây để lên giáp của mình thì chơi luôn anh em ạ. Tầm này thì cứ thả rêu liên tục thôi. Dù cả combo mình bật luôn đó là cây giải, vẫn đang còn giáp hồ mình, vẫn đang còn liêm đợt mình và xả vật thương luôn. Và cuối cùng thì trận đấu thì kết thúc, sau đó là cùng một trận đấu khá là kéo dài, nhưng mà vẫn đó là thắng thế dành cho team bên mình. Cũng có là những sai lầm, nhưng mà cuối cùng thì cũng gọi là giành một chiến thắng, thì vậy là cũng ổn rồi. Tất nhiên thì cũng hơi chửi nhau một tí, nhưng mà cũng không đáng kể. Vẫn tập trung đánh vào trận đấu này thì mình được MVP anh em ạ. Bởi vì đó là mình lên bảng điểm số khá là ít đấy. Và cái lượng sát thương tem đi xả vào mình thì cũng khá là nhiều, và mình gây ra đó là cái lượng sát thương thì chắc là cũng bức ổn. Và trận đấu kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.